trong tâm có Phật. Tôi không sợ sương sa lớp lớp. Tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy. Tâm linh tôi và bạn tương dung. Ức Quân trốn biệt quê hương đã hơn 50 năm. Tình nghĩa gối chăn khắc cốt khó quên. Không biết đạo lữ ở đâu, tiên thân nơi nào. Từ khi giá biệt, từ phụ cáo lão hồi hương, trị bệnh một năm không khỏi thì qua đời. Lo xong tang sự, mẫu thân dẫn thiếp và Điền thị tiểu thư cùng nhập Phật môn. Điền thị tiểu thư ói ra máu, 4 năm sau xuôi tay tạ thế. Quân như hồng nhạn, biệt cố hương. Một mình vượt mây, bay về Nam. Tội nghiệp cùng tổ, thương xót bạn. Gió thu vạn dặm, tiếp hận trường. Ngô đại ca, Quỳnh nói có phải một cây quả rồi không? Trưởng lão ông ấy có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Không đâu. Nhưng mà tâm tư ông ấy không phải hai người chúng ta có thể đoán được đâu. Nhưng có thể khẳng định một điều, ông ấy sẽ không cùng cô về Lạng Tương đâu. Mẹ nuôi tao cũng từng nói, 50 năm nay nếu ông ấy muốn về đã về lâu rồi. 50 năm nếu ông ấy muốn về, lúc đó ông ấy đã không xuống tóc, bỏ thê biệt mẫu rồi. Ây, mẹ nuôi ta kêu ta đưa tay nải này cho ông ấy, ta cũng không biết trong tay nải có gì, nhưng mà ta thật không cam tâm. Hay là chạy đi, muội hãy ở lại, ta có thể ở lại với muội. Hả? Đại ca, sao huynh tốt với muội vậy? Không phải muội nói trên đời này người tốt nhiều hơn người xấu à? Nếu thật không được, viết lá thư về cho mẹ cũng không quán trách muội uổng công một chuyến. Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ. Ta đi nấu cơm sáng cho các người đây. Ô Liên cô nương, việc cô phải làm đã làm xong rồi. Ăn sáng xong cô có thể trở về. Không sư phụ, con muốn cùng Ngô ca ở lại, cùng giúp người xây bát du an. Tùy duyên đến, tùy duyên đi, các người tự làm chủ vậy. Nhưng về sau đừng nhắc đến Am Thủy Nguyệt ở núi Quan Âm nữa. Đại Pháp Sư, ta đã bán phường xây rồi, bây giờ tuyệt đối không còn vướng mắc gì nữa. Từ nay trở đi, ta một lòng một dạ theo Pháp Sư tu hành Đại Pháp. A Di Đà Phật. Tu hành đại pháp cũng phải có tiết chế, bán nhà, bán đất vốn không được nhận, sau này không được như vậy nữa. Dạ, những ngân lượng này toàn bộ cúng dường cho Đại Pháp Sư. Thiện tay, mời Lưu Thí Chủ đến tịnh thất tu luyện đi. Đại Pháp Sư, những láng giềng này họ cũng muốn hiểu biết thế giới cực lạc của phương Tây. Đúng vậy. Các người đi cùng Lưu Thí Chủ đi. Đa tạ Đại Pháp Sư. Đa tạ Đại Pháp Sư. Mau. Nhanh lên. Mau lên. Sư phụ. Sư phụ, có rất nhiều người đến chùa, một số là hương thân của người từng bị ma bệnh hoành hành. Sư phụ à, thuốc của Hòa Thượng Quan đó cũng rất hữu dụng á. Là pháp lực của sư phụ cao cường, mời được Quan Thế Âm Bồ Tát
mới có thể cứu khổ cứu nạn. Dạ đúng 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 ạ. Những người này còn mang đồ đến cúng dường, muốn trước mặt bái tạ sư phụ nữa. Ta không muốn gặp họ. Các người cứ nói là ta đang bế quan tu luyện, không tiện ra. Còn cúng dường thì các người cứ tự thu giữ đi. Mấy ngày nay hương quả ở chùa phong phú, thu nhập mấy ngày đã vượt hơn tháng trước. Tình hình bắt du am ở bên đó thế nào rồi? Trước cửa lạnh tanh, rất ít có tín đồ lui tới. Mấy người lão hòa thượng dẫn đến suốt ngày đốn cây tu sửa chùa nát. À đúng rồi, họ cỏ ở trên sườn núi cây qua miếng đất, nó là muốn trồng ít khoai lang. Cứ để cho họ tự sanh tự diệt đi. Các người nhớ lấy, trị bách hành không bằng trị nhất tâm. Người thanh niên ở bên cạnh lão hòa thượng đó võ nghệ cao siêu đó. Mấy người các ngươi là cho dù liên thủ lại cũng không phải là đối thủ của hắn đâu. Người sau này chắc chắn là một đại họa cho chúng ta. Con sẽ liên thủ giết cho thắng. Lúc nãy ta vừa mới nói trị hành không bằng trị tâm. Các người không biết động não suy nghĩ sao? Người này nếu chịu làm việc cho chúng ta, lão hòa thượng đó còn có thể ở lại núi Kê Túc sao chứ? Sư phụ quả thật cao minh, chỉ là không biết làm sao. Chỉ cần là ngươi đưa được hắn đến đây, ta tự có kế hàng ma trừ yêu. Dạ. Sư phụ. Trong tâm có Phật, tôi không sợ sương sa lớp lớp. Tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy. Tâm linh tôi và bạn tương dung. Sao mùi đến đây? Mùi thấy kiếm của ta múa ra sao? Không ra sao. Khẩu khí không nhỏ. Biết kiếm? Không biết, nhưng trong đó chỗ nào cũng ẩn chứa sát khí. Múa càng giỏi, tội càng lớn. Nói rất có lý. Nhưng mùi có nghĩ qua chưa? Nếu luyện giỏi kiếm, ngoài có thể tự bảo vệ mình, còn có thể ngăn chặn kẻ xấu lạm sát vô tội, đây không phải là một thiện cử sao? Vậy cũng phải. Nè, huynh dạy mùi luyện kiếm. Không, mũi không biết. Nè, qua đây. Không sao đâu nè, mà. Nè. Đến đây. Nè. Thuyền Nhi. Ây da, Thuyền Nhi à, con chạy đi đâu vậy chứ? Chạy đi tìm con khắp nơi đó. Tay người ấy rất ấm áp. Ai? Tay ai ấm áp chứ? Qua Tiên, người ấy sống ở đây. Qua Tiên? Ừ. Đừng nói bậy, đây là nhà bí quan, người bình thường không được đến đây đâu. Ông nào đâu? Đi thôi cha. Tay người ấy rất ấm áp. Không được chạy lung tung nữa, biết chưa? Nè, tự múa xem thử. Như vậy nè, được rồi, bắt đầu đi. Bắt đầu. Được. Xuống kiếm. Xoay người. Đúng, xoay người. Được. Quên giở trò hả? Ta đã cứu muội, không nói tiếng đa tạ, còn trách ta nữa. Quỳnh cố ý. Giận rồi hả? Thôi được rồi, xem như Quỳnh cố ý. Vậy được chưa? Quỳnh xin lỗi muội. Hả? U Liên, qua đây. Nè, qua đây đi, ngồi xuống đây. U Liên à, chúng ta suốt ngày đi theo lão hòa thượng ở trên núi này khai quang trồng trọt, có ý nghĩa không? Mùi cảm thấy rất có ý nghĩa. Quỳnh thấy lão hòa thượng này sẽ không theo mùi về Hồ Nam đâu, cũng sẽ không viết thư đưa mùi mang về. U Liên à,
Hay là hai chúng ta xuống núi tìm nơi nào đó? Quỳnh lại nghĩ lung tung nữa rồi. Muội đi nấu cơm cho lão sư phụ đi. Quỳnh luyện một mình đi. U Liên, U Liên. Ta tưởng mùi thơm ở đâu đến, thì ra có người ở đây sát sinh. Hey, ta không phải là người xuất gia. Nè nè, thấy cũng có phần, ăn một miếng đi. Không ăn đâu. Khách sáo gì chứ, có thể nhìn ra anh đã lâu không ăn thịt rồi. Người luyện võ không ăn thịt sao có sức. Nè, ăn đi. Hey, suốt ngày toàn là rau dại măng rừng, vậy ta không khách sáo. Xem bây giờ Quynh á, hình như có tâm sự gì. Nói ta nghe đi. Nè, uống vài miếng đi. Rượu thì ta không uống đâu. Trong núi rừng Quan Sơ này á, hai chúng ta gặp nhau xem như có duyên phận rồi. Nè nè nè, uống vài miếng đi, có chuyện gì phiền lòng hãy nói với ta. Sẵn khoái. Đến nước Kỳ Túc có tới qua đại miếu, tu luyện ở chỗ đại pháp sư Sùng Thiện chưa? Không có. Ta nói Quỳnh biết chỗ ông ấy rất linh đó. Quỳnh có phiền muộn gì á, đau khổ gì, chỉ cần ở chỗ ông ấy tu luyện nửa ngày một ngày, đảm bảo Quỳnh sẽ sáng khoái, nhẹ nhàng vui vẻ. Thật ly kỳ vậy sao? Gạt Quỳnh làm gì chứ. Ê, Quỳnh có thấy qua thế giới Cực Lạc Tây Phương chưa? Hey, ai mà được thấy thật qua, chỉ toàn nghe nói thôi. Ê, theo lời đại pháp sư á, xem Quynh có căn thiện hay không. Nếu có, đại pháp sư sẽ dẫn Quynh đi xem thế giới Cực Lạc. Ta đi qua rồi. Ủa, Quynh đi qua thật à? Thế giới Cực Lạc Tây Phương đó đúng là tuyệt đẹp. Ta tự bay bay, ây da, cực kỳ thoải mái luôn. Đó mới gọi là thần tiên. Có muốn đi thể nghiệm không? Ta có thể đưa Quynh đi. Nếu thật như vậy, ta rất muốn tìm hiểu xem. Vậy là tốt rồi, đi, chúng ta đi. Được, đi, đi. À, đây không phải của đại hiệp sao? Là ngươi. Hình như chúng ta có giao đấu qua. Không đánh, không quen biết. Đi gặp đại pháp sư phải không? Đúng vậy, đúng vậy. Được, ta dẫn người đi. Một lát các người. Mời ngô đại hiệp. Ngô đại hiệp tới rồi. Ngô đại hiệp, thất lễ. Ngô đại hiệp đúng là có bản lĩnh à. Mời xem qua. Ngô đại hiệp không đánh, không quen biết. Xin hỏi đại pháp sư ở đâu? Sư phụ, Ngô đại hiệp tới bái kiến. Ta đợi ngươi từ lâu rồi. Đã đến bái kiến, sao còn không quỳ? Ta chỉ bái Phật thật. Đồ ngạo mạn. Bắt lại cho ta. Ai dám? Ngô đại hiệp, có phải ngươi đang tìm kiếm không? Nó ở đây này. Được rồi, được rồi. Ngô đại hiệp không cần căng thẳng. Ta chẳng qua là ta đùa với ngươi chút thôi mà. Sư phụ ta có thần thông, có bản lĩnh dùng ý dạy vật. Đừng nói là một thanh kiếm, cho dù cả con người ngươi, sư phụ ta đều có thể về đến một thế giới khác. Đại pháp sư đúng là thần nhân, tại hạ bội phục. Ngô đại hiệp miệng nói bội phục nhưng trong lòng vẫn còn phân vân. Thật ra trong Phật pháp, thần thông chẳng qua chỉ là một chút tài mọn, căn bản nhất vẫn là liễu sinh thoát tử, cuối cùng niết bàn, hoa khai kiến Phật, đến sông thế giới Cực Lạc. Thật sự có thế giới Cực Lạc sao? Phật giáo xem trọng duyên phận. Hôm nay duyên phận của đại hiệp đã đến. Đi thôi, ta đưa ngươi đi xem thế giới Cực Lạc phương Tây. Nếu ngươi có thành tâm, có căn thiện, không có ác niệm, sẽ nhất định được nhìn thấy. Mời. Được. Xuân có trăm hoa, thu có trăng,
Hạ có gió mát, đông có tuyết. Nếu không có phiền muộn trong lòng, sẽ là thời tiết đẹp nhất của nhân gian. U Liên tỷ, không ngờ tỷ lại hát hay như vậy đó. Là mẹ nuôi ta dạy đó, ta biết hát rất nhiều bài hát. U Liên cư sĩ, nghĩ chắc duyên Phật không cạn. Bài hát lúc nãy cô hát đúng là hàm chứa thiện ý đó. Vậy sao? Ta từ nhỏ tới lớn, lớn lên ở Anico, chưa bao giờ thấy qua nhà gỗ. Bây giờ các người dựng nhà gỗ này cho ta, ta phải đa tạ tử tế các người. Cô trước đây sống trong Amnico, đương nhiên có khác. Theo quy tắc, chúng nữ là không được sống trong chùa hòa thượng. Cho dù là ở ngoài chùa cũng phải cách xa 10 dặm. Hư Dân pháp sư nghĩ đến cô một mình sống ở chỗ quá xa không an toàn, mới đặc biệt mở cửa tiện lợi ở cạnh chùa dựng nhà gỗ này cho cô. Đúng vậy đó, nam nữ thụ thụ bất thân mà. Người hiểu gì chứ, ta không nói với người nữa. Làm việc đi, ta mang nước cho sư phụ. Sư phụ! Sư phụ, uống nước đi. À. Hả? Sao người cũng làm việc nặng nhọc như vậy? À, sao ta lại không thể làm việc nặng nhọc này? Có thể để sư phụ trẻ tuổi kia làm mà. À, việc tu hành là việc của mình, người khác không thay thế được. Nó giống như ăn cơm đi ngủ vậy, người khác không thay thế được. Vậy làm những việc nặng nhọc này cũng là tu hành sao? À, đừng tưởng rằng chỉ có tụng kinh lại Phật, hành hương ngồi thiền mới là tu hành. Tu hành phải thể hiện trong mỗi khắc của cuộc sống, trong từng việc lớn nhỏ. Các tổ sư nói rất phải, gánh nước đốn củi không có gì không là đạo. Ơi, đi thôi. Ma quỷ, ngươi cả gan dám trói ta? Dương Triều Mã Hán thiên binh thiên tướng đầu trâu mặt ngựa đến lấy mạng của ngươi đó nha. Ai dạ, ai dạ, đại sư buông đó. Chuyện gì vậy đại sư? Người hãy cứu chúng tôi một lần nữa đi. Cha tôi mang hết đồ trong nhà bán rồi. Người cũng điên luôn rồi. Mấy ngày trước không phải vẫn bình thường sao? Sao bây giờ đột nhiên điên rồi? Đại sư, ông ấy luôn ở chỗ đại pháp sư Sùng Thị tu luyện, ngày nào cũng ăn cực lạc đơn. Ông ấy nói ông ấy đã đến cực lạc Tây Phương. Còn nữa, là nó đã thành Phật rồi nữa. Ông thành Phật rồi? Ta ở nước Phật Tây Thiền, ngồi trên liên đài cửu phẩm mà. Ta là Phật, điều dân các ngươi còn không mau cởi trói cho ta hả? Ta mà hạ pháp chỉ, thiên binh mã tướng sẽ lấy mạng các ngươi đó. Dạ. Ngay cả sợi dây trói trên người của mình cũng không giải thoát được, vậy cũng gọi là thành Phật sao? Thiên Long Bát Bộ, Dĩ Đà Già Lam, mau xuống đây cởi sợi dây này cho bổn Phật đi nào, nhanh lên. Lão sư phụ, không cần mời gọi thần pháp nữa. Lưu Càng thí chủ, hay là người giúp cha người cởi bỏ dây này đi. Vậy không được đâu, sao ông ta gây náo đó? Đừng lo, đưa ông ấy đến điện đường đi. Phật từ bi phù hộ chúng sinh an lành. Ta là Phật, không có gây rối đâu. Phía trước mở đường, đưa ta đến Phật đường đi, nhanh lên. Đi. A Di Đà Phật. Ngươi là ai? Ta là Phật đó. Ngươi không phải Phật, ngươi là ma. Ta không phải, ta là... Ngươi là ai? Ta là Lưu Trưởng Quầy. Đây là đâu vậy? Lúc nãy ta thấy một ác mộng mà. Cha, bây giờ cha có nhận ra con không? Căn Nhi à, ta chưa thành Phật mà. Lưu Thi Chủ, Phật vốn không phải thần thống trị tất cả, cũng không phải chủ của vạn năng gì đó đâu. Phật không thể để người thăng nhập thiên đường và để người vào địa ngục.
Tự mình giác ngộ và giác ngộ người khác mới là Phật. Người xem, đó là ai? Đó không phải Phật sao? Đó là tượng khắc của bổn sư Phật Thích Ca Mâu Ni. Muốn Phật Thích Ca Mâu Ni đốn ngộ pháp giới chúng sinh, sau năm khổ hạnh mới đạt được Tuyết Sơn thành đạo. Phật là tự mình tu đắc, chứng đắc. Chỉ dựa vào ngoại lực thì không thể giúp người thành Phật đâu. Chỉ có tự mình cần tu thiện đạo, gạt hết mây mù trong tâm mình, mới nhìn thấy được thái dương. Nói như vậy, thành Phật thật là khó. Nói khó thì khó, nói dễ thì dễ. Lục Tổ từng nói, nhất niệm mê thị ma, nhất niệm ngộ tức Phật. Chúng ta thường nói, phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật, chính là nói, giờ khắc người từ bỏ ác niệm, chính là Phật. Lưu thí chủ, xem ra cha người đã rất mệt mỏi, hay là dìu ông ấy vào phòng nghỉ ngơi đi. Được, cha, chúng ta đi thôi. Luôn nghe nói Sùng Thiện Đại Pháp Sư dạy người tu hành có thể nhìn thấy pháp môn của thế giới Cực Lạc. Sư phụ, người nói có thể có chuyện này không? Đó là quan tưởng mà thôi. Tu hành là không có đường tắt. Con nghi ngờ loại Cực Lạc đơn đó là một loại thuốc có thể khiến con người ta tạo ra ảo giác. Ghê gớm hơn là loại thuốc này sẽ làm người ta nghiện đó. Ông Hòa Thượng à, cha ta nóng vội muốn đi gặp Sùng Thiện Đại Pháp Sư. Ông ấy nói ông ấy muốn ăn Cực Lạc đơn. Ta sợ ông ấy xảy ra chuyện, ta đã khóa cửa phòng lại rồi. Cực Lạc đơn quả nhiên như các người nói, bây giờ bất luận ra sao cũng không được để ông ấy ra đi. Ta sợ ông ấy làm ra những chuyện trái khuôn trái phép. Bây giờ xem ra đành phải trói ông ấy lại thôi. Được. Mau thả ta ra, ta khó chịu quá. Mau thả ta ra, khó chịu quá. Ngô Lễ, Quỳnh ấy ra ngoài mấy ngày rồi? Chắc là chịu không nổi cực khổ trên núi này, xuống núi đi lăn lộn giang hồ rồi. Ta cũng nghĩ vậy, nhưng đột nhiên cảm thấy không đúng. Nếu Quỳnh ấy muốn xuống núi, chắc không ngay lời chào cũng không có. Ta lo sợ Quỳnh ấy có phải Cực Lạc đơn. Trong tâm có Phật, tôi không sợ sương sa lớp lớp, tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy, tâm linh tôi và bạn tương dung. Ngô Lễ, Quỳnh ấy ra ngoài mấy ngày rồi? Chắc là chịu không nổi cực khổ trên núi này, xuống núi đi lăn lộn giang hồ rồi. Ta cũng nghĩ vậy, nhưng đột nhiên cảm thấy không đúng. Nếu Quỳnh ấy muốn xuống núi, chắc không ngay lời chào cũng không có. Ta lo sợ Quỳnh ấy có phải Cực Lạc đơn. Đại Pháp Sư, cho ta một viên Cực Lạc đơn đi, ta chịu hết nổi rồi. Đại Pháp Sư, cầu xin ông. Cực Lạc đơn này lấy từ thuốc quý hiếm ở trên núi cao nguy hiểm, là dùng giọt sương động trên đỉnh núi tuyết bào chế thành, không chỉ hiếm có mà chi phí rất là cao. Điều này ta biết, để ta có ngân lượng rồi, ta nhất định trả gấp đôi. Ngô Đại Hiệp, ta không phải là người tam tài, nhưng năm nay không có ngân lượng thì không được đâu quá chứ. Không được mà. Đại Pháp Sư, người thật từ bi, nhưng mà bây giờ ta Ngô Đại Hiệp, tiền là thứ đồ tốt, nhưng có lúc mà nó cũng gây họa đến thân đó chứ. Đại Pháp Sư, sao lại nói vậy? Ê, Ngô Đại Hiệp, nghe nói có một bọn thổ phỉ cướp một trương vàng bạc châu báu của một đại tài chủ Lệ Giang. Lúc nãy có người báo cáo với ta, bọn thổ phỉ này mang rương vàng bạc châu báu giấu trong hang động ở núi Kê Túc. Một rương vàng bạc châu báu
có thể xây bao nhiêu bát du am chứ. Vậy ý của người là cướp nó về sao? Thay vì để nó rơi vào tay thổ phỉ, chi bằng mang nó về xây chùa cung tăng, quảng canh điện phúc. Đại pháp sư, ta đã nhiều năm. Đại pháp sư, người cho ta một viên cực lạc đơn trước đi, ta thật sự chịu không nổi rồi. Sau khi xong việc, chia cho ngươi một nửa. Hơn nữa, sau này ngươi cũng cần ngân lượng mà. Trước mắt, cực lạc đơn này cũng cần ngân lượng đó. Được, ta làm. Nhưng sau khi xong việc, ngươi muốn bao nhiêu? Ta một đen bạc cũng không lấy. Nhưng ngươi phải bảo đảm mang rương vàng bạc châu báu đó đưa đến chỗ hư dân trưởng lão là được. Chúng tôi đều là người xuất gia, ta thấy bộ dạng ông ấy lòng không nhịn được. Đại pháp sư, đúng là tấm lòng Bồ Tát, ta sẽ làm theo lời dạng của người. Hãy để ta đi gặp đại pháp sư đi. Ta muốn cực lạc đơn. Ta không chịu nổi nữa. Ta muốn cực lạc đơn. Ta không chịu nổi nữa. Ta muốn... Đừng la nữa cha. Lô Thí Chủ à, cha người làm sao vậy? Đại sư à, cha ta suốt ngày la hét, ta sợ ảnh hưởng đến tu hành của sư phụ, cho nên ta đã tìm một hang núi gần đây. Chúng tôi dọn tạm thời đến đó, đợi đến ngày cha ta hoàn toàn cai nghiện rồi mới tính tiếp. Trong chùa tuy điều kiện khó khăn, nhưng chúng ta mọi người ở với nhau có thể chăm lo lẫn nhau. Hay là ở lại đi? Không được đâu đại sư, đã gây nhiều phiền phức cho các người rồi, cho nên tốt hơn là chúng tôi nên cáo từ. Nè, khoan đã. Nè. Vậy không được, đại sư, không được. Hoát lên đi, bây giờ ông ấy sức khỏe rất yếu, sợ rét. Ta cả đời này đi đông đi tây, đã chịu không ít gian nan. Tuy không cầu được gì, nhưng đã luyện được một thân xương cứng cáp. Không sao đâu. Giải thoát phải dựa vào chính mình, phải luôn kiên trì. Lão Hòa Thượng, đứng dậy đi, trước đứng dậy. Thật là xin lỗi, đứng xin dậy, lỗi. Đứng dậy đi, đứng dậy đi. Đứng dậy. Đừng nghĩ đến chuyện quá khứ nữa. Sau khi hết bệnh, hãy thường xuyên đến bát du am tiếp cận Phật pháp. Được. Đa tạ đại sư. Lưu Thí Chủ à, mau đi nghỉ ngơi đi. Sư phụ. Hả? U Liên tỷ tỷ, tỷ muốn đi đâu vậy? Ta muốn xuống núi tìm Ngô Lễ đại ca. Sáng nay Ngộ Minh đã đến các chùa trên núi xem qua rồi, không thấy Ngô Lễ. Vậy con xuống núi tìm thử. Vậy con đi đi, tự mình phải cẩn thận. Dạ. Ô Liên. Hả? Sao Quỳnh ở đây? Qua đi mau. Qua đi. Làm gì lén la lén lút vậy? Trời ơi, mùi ngồi xuống trước đi, ta từ từ nói với mùi. Hả? Cánh tay Quỳnh bị thương rồi. Bị trầy xuống một chút. Để mùi, mùi băng lại cho. Ô Liên. Mùi xem nè. Wow, chiếc vòng đẹp thật. Mùi thích không? Thích. Tặng cho mùi đó. Tặng mùi? Đúng vậy. Không, mùi không cần. Trời ơi, tặng mũi thật mà. Không cần. Quỳnh đeo cho mũi. Đây. Trời ơi. U Liên. Nè, Quỳnh làm gì vậy? U Liên à, ta thật sự thích mũi. Quỳnh nói nữa, mũi kệ Quỳnh đó. Ta thật sự không có nói dối. Từ nhỏ, ta đã mất cha mẹ. Sau đó, vì vi phạm nội quy chùa, đã bị trục xuất khỏi chùa. Ta lớn vậy rồi, chưa từng nhận được ấm áp của nhân gian. Từ sau khi gặp muội, ta mới có lòng tin sống tốt một đời.
Ô Liên à, muội xinh đẹp như vậy, lại lương thiện, ta thật sự thích muội, ta thật sự thích muội. Muội làm gì vậy? Không được ăn hiếp muội. Trời ơi, ta thật lòng thích muội mà, ta sẽ không ăn hiếp muội đâu. Huynh biết rõ, từ nhỏ muội lớn lên ở Am Thủy Nguyệt, đối với tình yêu nam nữ không chút hứng thú. Muội luôn xem huynh giống như đại ca vậy, nhưng huynh lúc nào cũng... Trời ơi, nhưng mà con người sẽ thay đổi mà. Chỉ cần muội rời khỏi cửa Phật, rời khỏi chỗ này. Rời khỏi Phật môn, muội không thích nghi được chỗ nào hết. Muội chưa thử qua thì làm sao biết không được. Đây, nè. Hả? Nè, muội xem đi. Hả? Ở đâu có nhiều vàng bạc châu báu vậy? Hey, muội yên tâm, ta không có làm những chuyện hại trời hại lý. Nè, U Liên, sao hả? Bây giờ ta có ngân lượng rồi, có số tiền này đủ cho chúng ta sống cả đời. Chúng ta tìm nơi nào đó phu thê cùng làm việc rồi sinh con đẻ cái, muội thấy sao? Những châu báu này lấy ở đâu ra thì trả về chỗ đó, muội không đi với huynh đâu. Muội nói, muội không hề thích ta chút nào. Nói có phải vậy không? Chuyện này không liên quan đến thích hay không thích. Muội từ nhỏ lớn lên ở Anico, tuy là không nhất định phải xuống tóc làm ni, nhưng muội biết bản thân mình sẽ không thể rời cửa Phật được. Chỉ có ở trong cửa Phật, muội mới cảm thấy thân tâm vui vẻ. Hơn nữa, làm người phải biết báo ơn. Mẹ nuôi muội dạy muội, việc bà ấy còn chưa làm xong. Sao muội đi với huynh được? Mà những thứ này trả người ta đi. Muội không mang đến huynh nữa. Ô Liên, Ô Liên, Ô Liên. Cô đẹp ạ. Thì ra là ngươi. Phải. Ngươi đi thôi, ta làm gì? Chuyện này cần ngươi quan tâm sao? Cút đi. Đợi đã. Nếu ngươi mang chuyện lúc nãy nhìn thấy nói ra ngoài, ta sẽ lấy mạng của ngươi. Đừng. Sư phụ, Ngô Lễ huynh ấy. Ê, sư phụ, huynh ấy tới rồi. Trời ơi, sao huynh dắt đồ đó đến đây? Cái này sẽ gây họa cho bác Du Am đó. Ngô Lễ huynh. Sư phụ à, nhiều vàng bạc châu báu quá. Rương đồ này hãy để ở đây trước đi. Cảm ơn ý tốt của người. Hey, không cần đâu. Sư phụ, làm sao được? Tiền tài này lai lịch không chính mà. Có gì lai lịch không chính? Đây vốn là của Bất Nghĩa, chúng ta dùng nó để xây chùa Yên Tăng, còn có thể quan canh điền phúc nữa. Dùng tiền này để xây chùa, Bồ Tát trách tội đó. Hey, được rồi. Các người đừng ồn nữa. Đã đến đây á thì ở yên đây đi, để ta nhìn đã con mắt trước cái đã. Nè, Mộng Linh. Không được động lung tung. Xem cũng không được nữa hả? Sư phụ, số ngân lượng này có thể chia một chút không? Bây giờ không được. Nếu ngươi cần, chỗ ta có chút ngân lượng, ngươi cầm dùng trước. Vậy thì không cần. Sư phụ nghĩ kỹ rồi, chúng ta từ từ chia. Mộng Linh à. Hả? Giúp sư phụ cất giữ đồ đạc, ta đi làm chút chuyện. Ê, Ngô Đại Ca yên tâm đi, có Mộng Linh tôi sẽ không có gì sai sót đâu. Trong tâm có Phật, tôi không sợ sương sa lớp lớp, tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy, tâm linh tôi và bạn tương dung. Người thật sự nhìn thấy hắn vác rương vàng bạc châu báu đó đến bác Du Am à? Sư phụ à, tuyệt đối chính xác. Tốt lắm. Đi, gọi đại sư huynh tâm địa ngươi đến, ta có việc quan trọng căn dặn. Dạ. Tương Nguyên Linh, gần đây quan vận thế nào?
Năm nay sống tạm bợ vậy đi. Xuân Thiện Đại Pháp Sư phái ta đến chúc mừng quyền lệnh đây đó. Chúc mừng? Chúc mừng gì? Chúc mừng người có cơ hội được thăng tiến. Hả? Cơ hội gì? Nói nghe coi. Cái này Yên tâm đi, Trương Mậu ta nếu được thăng quan còn không để Sùng Thiện Đại Pháp Sư phát tài sao, đúng không? Trương Quyền Lệnh, người có biết chuyện xe quà tài chủ Lệ Giang tặng cho Tuần Phủ Vân Nam bị cướp mấy ngày trước không? Đương nhiên biết rồi, đây chính là vụ án lớn xảy ra ở bổn huyện. Ta đang lệnh cho Dương Bổ Đầu đi điều tra. Sao? Đại sư huynh ngươi nghe nói rương vàng bạc châu báu đó bây giờ đang ở Bác Du Am trên núi Kê Túc. Hả? Có chuyện này sao? Tuyệt đối chính xác. Vậy ý của Sùng Thiện Đại Pháp Sư thì sao? Đương nhiên là làm theo việc công. Làm theo việc công? Nếu Trương Nguyện Lệnh có thể bắt người lẫn vật ở Vân Nam lập đại công, Tuần Phủ sẽ không quên người đâu. Tốt, tốt, quá tốt rồi. Người đâu? Dạ có. Lập tức thông báo Dương Bổ Đầu tập hợp nhân mã cùng ta lên núi Kê Túc. Dạ. Đại sư huynh. Đại nhân, đại nhân, người xem. A-di-đà-phật, ngươi là ai? Dám cắt gạt xong vào công đường. Bần nạp là một người xuất gia ở Bác Du Am núi Kê Túc, tiện hiệu Hư Dân. Hắn chính là Hư Dân? Không sai. Lão hòa thượng, người đến thật nhanh đó. Tầm địa pháp sư, thời gian như tên, nhanh chóng vô thường, không được chậm trễ. Bội phục, bội phục. Trương Nguyện Lĩnh, Trương của cái này là một thí chủ sống nhờ Bác Du Am tên là Ngô Lễ nhặt được đó. Này giao lại cho quan phủ xử lý. Đây là nhặt được, đúng không? Còn một số người không hiểu lý, mang rương của cải này bỏ ở hang động sườn Trích Thủy núi Kề Túc, được Ngô Lễ thí chủ nhặt mang về chùa, nhờ Trương Quyện Lệnh trả về cố chủ. Bần tăng cáo từ. Ê, ngươi, ngươi như vậy rồi đi sao? Quyện Lệnh có gì căn dặn không? Trương Quyện Lệnh muốn ban thưởng người. Đúng, đúng. Ban thưởng, ban thưởng. Các người chẳng đâu gì hết. Đi, đi ra ngoài. Dạ. Đại Pháp Sư, ngươi làm như vậy. Ta đang tức giận tới Lão Hòa Thượng Hư Dân đó mà. Sao hả? Lão Hòa Thượng lại chọc giận người à? Người già là trở nên hồ đồ. Hắn không lãnh tình của Sùng Thiện ta thì thôi, nhưng Ngô Đại Hiệp ngươi là liều mạng cho hắn đó. Đại Pháp Sư, chuyện gì vậy? Mau nói ra đi. Rương đồ ngươi liều mạng cướp về, Lão Hòa Thượng đó hắn đã mang nó giao cho Huyện Phủ Tân Xuyên rồi. Muốn dừng chân ở huyện Tân Xuyên thì nên bỏ quan phủ, tâm trạng này có thể hiểu được. Nhưng làm như vậy cũng hơi quá. Không nói nữa, không nói nữa, không nói nữa. Người già rồi là bị hồ đồ. Ta đi tìm ông ấy tính sổ. Nghe nói trưởng lão ông ấy mang rương đồ đó đến quan phủ rồi. Vậy còn giả sao? A Di Đà Phật, Bác Du Am tránh được nạn này rồi, Ngô đại ca cũng không sao nữa. Nhìn xem, Ô Liên. Con nhìn xem. Sư phụ, người xem.
Đại pháp sư giúp chúng tôi với. Trận phu tôi ở chỗ Sùng Thiện Đại Sư, ăn cực lạc đơn bị nghiện rồi, đồ đạc trong nhà đã bị ông ấy bán hết rồi. Mỗi lần khuyên ông ấy đều đánh tôi. Người nói ngày tháng như vậy, tôi làm sao mà sống đây? Xin Đại Pháp Sư hãy cứu giúp chúng tôi. Dạ, đúng Sùng rồi Thiện đó. Này thật là quá đáng lắm rồi. Đúng vậy, nhà tôi cũng vậy. Đúng vậy, Đại Pháp Sư, xin giúp đỡ chúng tôi đi Đại Pháp Sư. Các vị thí chủ, bảo đứng dậy đi. Xin giúp đỡ chúng tôi. Bần đạp nên tận lực ngăn chặn chuyện này, không cho tiếp tục kéo dài. Đại Pháp Sư. Sư phụ, người đi đâu? Sư phụ nhất định là đến đại miếu gặp Sùng Thiện. Nhưng mà tứ đại kim cang đó như lăng như hổ. Nè, U Liên, ta cũng đi. Mộng Linh, Lão Hòa Thượng đâu? Trời ơi, làm giật mình à? Xem tất bật như vậy có phải là... Ngươi đừng lôi thôi chứ ta. Ta hỏi ngươi. Trời ơi, huynh tìm tôi nói chuyện mà, sao lại la tôi chứ? Mau nói cho ta biết Lão Hòa Thượng đang ở đâu. Lão Hòa Thượng ra sau núi dãy cỏ rồi. Là huynh kêu tôi im miệng mà, hôm nay bị sao vậy chứ? Đại Pháp Sư hiện giờ đang tu hành, không có tiếp khách. Có chuyện gì cứ nói với ta đi. Hả? Bần tăng có vài vấn đề muốn thỉnh giáo Sùng Thiện Đại Pháp Sư. Nếu bây giờ Đại Pháp Sư không rảnh, chúng tôi có thể ở đây đợi. Vậy các người muốn đợi thì đợi đi. Ngươi cái gì tu hành, rõ ràng là ra vẻ. Bao lâu rồi? Đã hơn 2 giờ rồi. Vậy Lão Hòa Thượng còn đang đợi không? Vẫn đang đợi. Vậy thì để hắn đợi tiếp đi. Dạ. Các người không phải nói Lão Hòa Thượng này ở Bắc Du Am, nào là khai quan, nào là trồng trọt sao? Này hắn đột nhiên chạy đến đây gặp ta để làm gì chứ? Chắc là ở Bắc Du Am không có gì ăn uống rồi, nên đến xin chúng ta một ít lương thực. Ta thấy không phải đâu. Lão Hòa Thượng này có khổ gì chưa chịu qua? Có người nói hắn hành nhân chi sở nan hành, nhẫn nhân chi sở nan nhẫn. Chạy đến chỗ ta thì cũng phải nhẫn chứ. Nào, chúng ta đánh thêm vài ván cờ. Dạ. Sao lâu vậy không thấy Ngô đại hiệp? Lúc đại thang tức giận chạy ra ngoài rồi. Chẳng bao lâu nữa hắn sẽ quay về.
Nam mô A Di Đà.